Tuần qua, mùa giải Nobel năm 2024 đã vinh danh các cống hiến và tiến bộ nhân loại trong các lĩnh vực khoa học, văn học và hòa bình. Nobel y sinh thuộc về hai nhà khoa học người Mỹ với việc phát hiện ra RNA siêu nhỏ, qua đó khám phá ra nguyên lý cơ bản chi phối cách thức điều hòa hoạt động của gen. Giải Nobel vật lý tôn vinh những khám phá và phát minh cơ bản cho phép học máy sử dụng mạng lưới thần kinh nhân tạo. Giải Nobel hóa học năm 2024 thuộc về hai công trình có tiềm năng lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để giải mã về protein. Giải Nobel văn học được trao cho nhà văn Han Kang vì những tác phẩm văn xuôi giàu chất thơ mãnh liệt. Giải Nobel hòa bình thuộc về tổ chức Nihon Hidankyo của Nhật Bản vì những nỗ lực hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân và chứng minh qua lời kể của các nhân chứng rằng vũ khí hạt nhân không bao giờ được sử dụng nữa.